cọc này cọc gì đấy. Đây là cái cọc đấy người ta làm bè. Có lẽ vậy. Chắc là mấy cọc làm bè nuôi giữ hải sản kìa. Nói chung là xài được. Bây giờ? Dạ. 4,5 triệu. Hôm đó không biết nó đón mình qua bằng cái gì nữa. Đó. Không biết nữa phải không nữa. Kìa kìa. Yeah.
đấy. Tôm kẹt. Kẹt. Kẹt đó. Bị kẹt. Đây rõ ràng tao thấy nó bị kẹt đây nè. Làm sao biết con nào mình được cái? Không một xanh nữa. Ngoài đó. Bỏ đây mới mưa mới. Tỏi đi anh. Cái này là tôm kẹt. Nó giống tôm hùm á. Bơ tỏi thì ngon hơn. Ghê, nó có cắn hả? Bún dữ ha. Đây là móng tay đen, cháy tỏi. Đây là móng tay đen cháy tỏi. Giờ nhớ là rõ là móng tay đen cháy tỏi. Đây là một dĩa. Dĩa này có dĩa nhưng cũng nhiều á. Sò huyết cháy tỏi luôn. Hai cái đều cháy tỏi. Sao biết với lại dĩa móng tay này là dĩa trăm, dĩa chín chung rồi. Nhưng mà nhiều lắm. Hai thằng dĩa có dĩa, gọi hai dĩa thôi. Không dám gọi thêm sợ ăn không nổi. Hai dĩa này là uống bia là đủ thuê lò kèn rồi. Ăn xong thì mình có một chỗ khác để mình không quen hơn là cái nhà vệ sinh. Nổi giữa xong luôn, giả chiến luôn. Ăn xong thì thôi đi về. Ăn xong cái là ghe đó mình về. Quay lại cái đó, cái kiểu này là như là phải có tiền mới xuống ăn được, không có tiền là thôi. Nhờ người thân giúp đỡ hoặc là sau đó, chứ là ăn xong là không quỵt thì không có chạy được.
sao biết con nào mập anh? Không, đây không.